Ê má, thời đại nào rồi mà tới bây giờ có người còn hỏi tao là ở Việt Nam có toilet không? Hả? Mình cũng là người đàng hoàng nên là mình cũng giải thích cho người ta là mình có toilet mà không phải toilet bình thường mà còn có toilet tự động rồi xịt đích rồi cảm ứng rồi có nhiệt giống như là sống ở tương lai. Nhiều bạn bè quốc tế thường hỏi ở Việt Nam có toilet không? Một cô gái Việt sống ở nước ngoài đã ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi này từ bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, vì họ hỏi một cách lịch sự và đúng nghĩa, cô gái đã trả lời một cách hài hước và sâu sắc về vấn đề nhà vệ sinh ở Việt Nam. Cô gái nói về những toilet sang trọng phục vụ cho những người có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần thẩm mỹ cao, cùng những chiếc vòi sen thú vị cho những đại đa số dân chúng. Nhưng không thể không nhắc đến những nhà vệ sinh phổ thông, nơi bạn có thể gặp gỡ với cái vòi sen đi kèm như một phần không thể thiếu của trải nghiệm văn hóa dân dã tại đất nước hình chữ S này. Vậy đó, nhà ngoại tao nè, nhà dì tao nè, mỗi phòng là một cái toilet cảm ứng tự động vòi xịt ra luôn, chứ không phải là cái xịt cầm tay nha, bấm nút nó xịt ra đó. Đứa nào nhà có toilet tự động quay lên tát tao liền, tao share cho mọi người coi. Tao nhớ một lần tao cũng nói với mấy đứa kia ở Việt Nam á, toilet tự động nhiều lắm mà nó không có tin. Bởi vậy tại sao mà Việt kiều mấy cái người mà đi nước ngoài từ năm 75 tưởng Việt Nam là rừng rú hay gì trời, trong khi giờ người ta nhà chọc trời, nhà hàng, khách sạn xịn, rồi không có thiếu thứ gì hết trơn, mà thậm chí nó còn rẻ mà nó còn sướng hơn là ở nước ngoài nữa. Nhưng mà tao nghĩ là thay vì mình nhìn cái đó theo hướng tiêu cực thì mình sẽ nhìn cái đó theo hướng tích cực là sao. Tại vì mấy bạn biết là sau chiến tranh Việt Nam bị tàn phá như thế nào mà, đó có nghĩa là ôi trời, mới có mấy chục năm mà từ một cái nước mà bị tàn phá như vậy trở nên một cái nước phát triển vậy, người ta không ngờ luôn. Nhớ cái câu mình hay được dạy không, là Việt Nam sẽ sánh vai cùng với các cường quốc năm châu đó. Tôi nghĩ chỉ cần cho Việt Nam thời gian là từ từ phát triển lên thôi. Mấy bạn nhớ cái video mà tôi nói là người Việt Nam rất là đáng sợ, thì người Việt Nam không bao giờ mà bỏ cuộc, không bao giờ chùn bước. Có nhiều người Việt kiều vô comment tiêu cực lắm, nhưng mà người ta đâu có sống ở Việt Nam đâu, người ta cũng không có biết được là ô ba mẹ mình, ông bà mình và cái thời của mình cũng đã vất vả vượt khó cũng làm biết bao nhiêu, mà thậm chí nước phát triển tới mức người nước ngoài còn không ngờ luôn. Người ta còn tưởng là Việt Nam còn không có cái toilet để ngồi nữa, mà là biết mình phát triển thì ghê gớm tới mức nào đó. Sẵn ở đây thì nói thẳng luôn, tất nhiên là ở đâu thì cũng có dis có đát, nhưng mà người Việt Nam có đủ điều kiện cho con đi du học là còn giàu hơn một người Mỹ trung bình nữa, an average American. Ở bên Mỹ là học đại học là cũng phải mượn tiền, tại vì ba mẹ đa phần không có đóng tiền và muốn con cái mình tự lập, và đa phần cái tiền đi học nó rất là mắc nên là người ta mượn tiền của chính phủ. Còn người Việt Nam, trời đất ơi, qua đi du học bụt một cục tiền, ôi trời ơi. Tất nhiên là đâu cũng sẽ có người giàu người nghèo, nhưng mà mình nhìn theo khía cạnh là người Việt Nam có nhiều người thành công tới mức giàu hơn rất rất là nhiều người Mỹ trung bình. Cái đó nó cũng phản ánh cái sự thật đất nước phát triển tới mức nào. Ê, thêm nữa nha, là mấy bạn có để ý không, mấy cô bán hàng á, cô nào chú nào cũng biết tiếng Anh hết trơn. Tất nhiên là không phải biết tiếng Anh mà sành sỏi, nhưng mà đủ để giao tiếp với người nước ngoài. Trời, tôi thấy cái đó là quá cao siêu luôn á mọi người. Hay quá rồi còn gì nữa. Biết ngoại ngữ kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình và ủng hộ nền kinh tế của nước nhà. Trời, quá hay rồi còn gì nữa mọi người. Vậy thôi nha. Đoạn clip đã được đăng tải nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Một số người còn chia sẻ lại những câu hỏi tương tự như cô gái trên, khiến ai cũng phải té ngửa vì độ hài hước của câu hỏi. Thực ra cái bồn cầu tự động ở Việt Nam đã có từ 10 năm rồi các bạn ơi. Có lẽ do Việt Nam phát triển nhanh quá, khiến ai cũng phải sửng sốt về độ phát triển thần tốc của Việt Nam.